Cánh đồng thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An đang vào mùa thu hoạch, đúng thời điểm toàn xã phải giãn cách theo chỉ thị 16. Không ra đồng, bà con nhà nào vẫn ở yên nhà đó. Nhưng tại các cánh đồng, sau khi máy cắt thu hoạch xong, lực lượng bộ đội và dân quân tự vệ đã có mặt giúp bà con vận chuyển lúa từ ruộng về nhà, dọn rơm và tiến hành phơi lúa. Tất cả đều được thực hiện ngăn nắp, gọn gàng, nhanh chóng và đảm bảo an toàn dịch bệnh. Có lực lượng của quân sự kết hợp của các chính quyền địa phương, ngày hôm nay thì đồng loạt ra quân giúp bà con thu hoạch vụ lúa, tạo điều kiện cho bà con trong khu vực tổ an tâm để chống dịch. Vụ hè thu 2021, toàn xã An Chấn gieo xạ 71 hectare lúa với 729 hộ sản xuất. Để hoàn thành việc thu hoạch lúa cho nhân dân, vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, vừa tránh được thiệt hại do mưa bão, chính quyền địa phương đã huy động 5 máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Lực lượng này đã được tiêm phòng vaccine, được 100% là được mũi 1 và một nửa nữa là được mũi 2 và các cái biện pháp về phòng chống dịch bảo đảm an toàn. Theo kế hoạch, việc thu hoạch lúa giúp người dân xã An Chấn được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 25 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10. Đồng thời, Hợp tác xã Nông nghiệp sẽ đứng ra kết nối các đầu mối tiêu thụ lúa cho bà con, giúp bà con yên tâm thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.